Một cái chủ đề rất là hay mà nhiều người quan tâm. Sủa gà xong gà bị ké, sủa gà xong gà bị sưng cụ bàn. Đôi khi là chỉ vài ba phút thì cũng bị ké rồi bị sưng cụ bàn. Rồi sủa gà đêm xong gà nó hay bị suy trục trặc. Thì những cái câu hỏi này thì hôm nay tôi dành thời gian để chia sẻ và đồng thời sẽ hướng dẫn mọi người xử lý tang được ngăn ngừa ké ha. Kén ở miền Bắc thì kêu kén, miền Trung, miền Nam thì dùng từ ké. Rồi thì cái việc mà cái kén á, là nó có thể xảy ra ở bất kỳ cái vị trí nào, chứ không có nhất thiết là trên đầu sỏ hay dưới yếm hầu hay là bầu diều hay là ở dưới lườn. Và ở dưới bàn chân thì ké thì mọi người hay dùng cái từ sưng cổ bàn ấy, sưng cổ bàn. Thế thì cái cơ chế của nó là ban đầu á, là vì một lý do nào đó là do bị đâm thủng hoặc là bị đá trúng vỡ mạch máu bên trong, rồi máu nó chảy ra, và sau khi máu nó chảy ra ấy, thì nó sẽ bị đông lại, và nếu mà không kịp thời xử lý đỡ tan máu bầm á, thì nó sẽ bị hoại tử. Sau khi máu nó hoại tử thì nó sẽ hình thành cái máu bầm và thành mủ, rồi sau khi thành mủ thì nó sẽ rút lại thành một cái cục, thì gọi là, và cái cục đó là nghĩa là khi mà máu nó đã hoại tử rồi thì cơ thể con gà nó xem máu bầm đó, cục máu đông mà tồn lại đó là kháng nguyên. Thì cơ chế miễn dịch lúc đó là gì? Là một cái cơ chế viêm, cái miễn dịch cơ thể nó bắt đầu nó tiết ra, rồi nó sẽ những cái đại thực bào rồi nó tấn công, rồi nó bắt đầu cơ thể nó sẽ hình thành một cái bọc và cái màng bao lại. Thế nên cái cực kén là nó bọc lòng đó, là nó giống như cái kén đó. Thì cái kén nó sát rất là sát nghĩa, bởi vì là cái bọc kén đó là ban đầu là nó hình thành cái nó còn mềm, sau đó nó sẽ rút lại thành một cái cục cứng dai nhưng mà màu trắng trắng đó. Ban đầu thì nó có màu đen máu bầm mà. Rồi vậy thì cái việc mà bị ké sau khi tập luyện, sau khi đá đó, là nó đôi khi là chỉ vài chân thôi, con gà nó va nhau vài chân nhưng mà nó đâm cửa hay đâm thới, tóm lại nó làm vỡ mao mạch, và đặc biệt ở dưới chân gà nó rất là nhiều mao mạch, nên là những cái bất cứ một cái tình huống nào vỡ mao mạch từ đùi bàn chân thì nó sẽ dồn máu, ống chân nó sẽ dồn máu dưới này, thì nó cũng sẽ hình thành nó nghĩa cái bọc máu dưới đây là nó sưng lên đó. Cái đó là mình hình dung là cái đó là máu đó. Đó. Vậy thì cái cơ chế nó vẫn giống, cái sưng cổ bàn nó vẫn giống như các cái ké khác. Rồi nếu mà sơ suất mà bị trong diều thì ké trong diều. Rồi nếu bị đá trên lưng hoặc là bụng mà nó vỡ máu, vỡ mạch máu đó, và máu nó chảy ra thì nó sẽ dồn xuống dưới thấp nhất là dưới lườn. Đấy, thì là ké lườn. Thì là cái câu chuyện ví dụ gà đá trên lưng hay đá bụng mà nó ké lườn là chuyện bình thường nha. Đó, rồi cái nghiệt ngã nhất là nó ké ở trong khoang bụng á, là mình không biết, nhưng mà nó có một cái cơ chế là cơ chế viêm, nó là hệ miễn dịch lúc đó nó kháng lại á, là chúng ta sẽ thấy cơ chế viêm, thì gà nó bị trục trặc đó thường là nó sẽ không sung, rồi nó bị tái tái trong những cái giai đoạn đó, và nó hình thành, nghĩa là cái cơ chế viêm nó diễn ra ở đâu thì nó sẽ sốt ở đó, nó nóng ở khu đó. Dù như ở lòng bàn, ở bàn chân đây, sưng cổ bàn thì nó sẽ nóng ở cái chân mà sưng cổ bàn. À, kiểu như thế, tại vì là đó làm nó diễn ra một cái trận đánh rất là ác liệt, đó là đại thực bào trong cơ thể, cơ chế miễn dịch kích hoạt á, kiểu như thế. Nó phải chiến đấu lại với chính cái máu đông đó, cái máu bầm đó. Rồi, vậy thì là với cái cơ chế như vậy á, chính vì thế là đỡ mà giảm những cái rủi ro ở trại gà, là từ lâu là tôi đã có những cái thuốc để phòng ngừa. Thì mọi người lưu ý là phòng ngừa kiến, phòng ngừa sưng cổ bàn trước.
Thì là với cái sản phẩm alpha chinoin này là nó sẽ tăng máu bầm, giảm phù nờ đó, và kháng viêm. Thì việc sổ xong là chúng ta phải cho uống ngay. Vậy thì chúng ta phải luôn luôn có nó kề bên khi chúng ta sổ gà, rất là đơn giản, sổ xong 2 viên liền đó. Và trong những trường hợp mà chúng ta sổ sâu hồ, nhiều hồ và bị tăng nặng và chúng ta cảm giác là bị âm đòn, có nghĩa là bị nội thương đó, thì chúng ta phải cho uống khoảng từ khoảng 5 ngày, mỗi ngày 2 viên. Thì cái này mà đỡ mà tăng máu bầm á, thì phải dùng 2 viên. Còn nếu mà đỡ mà gọi là kháng viêm thôi á, chỉ còn 1 viên thôi. Nhưng mà vấn đề ở đây là chúng ta cần cái tăng máu bầm thì cái liều nó phải gấp đôi lên. Thì là đi sổ gà nơi nơi khác hay là đi đá gà nơi khác thì trong cái bộ đồ nghề mình can theo là phải có cái này, đỡ sau khi sổ xong hoặc là sau trận đấu kết thúc xong phải cho nó uống 2 viên ngay, đỡ nó tăng máu bầm. Và tất nhiên là cái tăng máu bầm này trong cái nghệ đòn á, trong cái sản phẩm nghệ đòn của Ba Bảo Farm á, là nó cũng có những cái thảo dược nó giúp tăng máu bầm, giảm phù nờ, giúp lưu thông máu, nên là rất là quan trọng. Nên là sổ xong là cũng nhớ là vô nghề ngay à, nghệ đòn là phải phải vô nghệ đòn ngay nha. Rồi vậy thì là cái câu chuyện là đỡ ngừa kế là nhớ là phải có alpha chinoin này, và cho dù 5 phút 3 phút nó giao chân xong là cũng phải uống ngay 2 viên, đỡ phòng ngừa xương của bàn. Và đây là cái thành phần của nó là một cái enzyme sinh học, nghĩa là cái alpha chymotrypsin là một enzyme sinh học, cho nên nó rất an toàn, không chúng ta không lo nó ảnh hưởng gì tới cơ thể, thì bản thân nó chỉ là một enzyme thôi. Đó, cho nên là nó rất là an toàn. Và ở trại gà thì tôi không bao giờ tôi tiết tiền đầu tư cái này, bởi vì nó sẽ giúp giảm thiểu tối đa những cái rủi ro. Mà sinh nhân viên tôi nhiều lúc đó, là những nhân viên mới đó, họ không hiểu là nó đá 5 phút giao tống 5 phút 7 phút cho nên không uống xương cụ bàn ngay, tại vì nó lúc giao tống đó, nó sơ suất mà là nó đá trúng một cái vừa mạch máu mở bao mạch là nó dồn máu xuống là xuống sưng cái chân ngay. Rồi thì trong cái tình huống mà xử lý tang đỡ ngừa kế đó, là cái đó là cái mà ở trước đây ông bà ta rồi cũng như nhiều người ở trên khắp cả nước rất là ngại ngùng cái câu chuyện lo lắng về tiền kế, và cái việc mà sai lại sai thêm đó là sau khi sổ xong mà lỡ bị đâm cái biết đầu ngồi môi móc ra xử lý tang, bảo rằng là phải xử lý cái màng này móc cái màng kia rồi làm cho nó hết nó ngừa cái kế không có kế, thì đó là sai, gọi là sai rất là nghiêm trọng, nên là càng không đụng vào nữa, tại mà phải ngay lập tức uống 2 viên này là xong. Cái lỗ nó đâm cỡ nó đừng có quan tâm, nếu mà cái lỗ nó rách thì ta may lại là bình thường, còn cái lỗ nhỏ thì chúng ta thấy nó tự lành, đỡ nó lành, lưu ý cái này. Ai mà hay cái xử lý tang rồi đó là cái đó là cổ lô hũ rồi, xưa rồi, bây giờ có alpha chinoin rồi là yên tâm cái đó. Vậy thì tại sao không nên đụng vô nữa, tại vì khi mà vừa mới sổ xong nhé là nó đã đâm, nghĩa là cái việc mà vừa đâm xong nó đâm rách cái mao mạch đi, hoặc là nó đá vỡ bên trong nó phồng lên một hạt đậu đi, nghĩa là vỡ cái mao mạch đó, vậy thì là cái mao mạch nó đã đứt ra rồi, nhưng mà cái cơ chế gọi là đông máu á, của động vật nói chung á, rất là hay, nó tạo ra mấy cái sợi fibrin rồi này kia là đỡ nó đông máu lại, những cái máu nó chảy ra, đặc biệt là cái bắt đầu là cái chỗ mao mạch nó vỡ đó là nó sẽ tự lành lại. Vậy thì cái cơ chế mà tự lành lại nó rất là quan trọng. Vậy thì bắt đầu chúng ta lại khều ra thì nó vừa mới được bít lại đỡ nó không chảy máu nữa, thì chúng ta lại tác động vào đỡ nó chảy máu ra thêm, đó là sai lầm. Đó, cho nên là chúng ta phải lưu ý là trong cái cơ chế mà tự bảo vệ, nghĩa là của con động vật nói chung á, con gà cũng vậy, thì là nó có cái điểm đó. Cho nên là từ đó bắt đầu tôi nhắc thêm tiếp theo một cái nữa là những con gà nó bị đá tan nhiều trong đó có những cái lỗ, thì cái đó các bạn chỉ cần bôi cái kem dưỡng tan lên một lần thôi. Kem dưỡng tan nhiều lúc tôi phải nhắc lại, hoặc là cái nghệ đòn bôi lên một lần thôi. Đây, kem dưỡng tan này bôi lên một lần
sau khi xử lý xong vô nghệ hoặc là vô kem dưỡng tan á một lần, rồi cái tan đó là nó hình thành, nó sẽ từ từ bong ra. Thì trong những cái ngày sau á mà chúng ta không yên tâm, nghĩa là chúng ta muốn mua vô nghệ thêm á, là chúng ta lấy tránh được tác động vô, lấy cái nghệ đoàn này này đó, xịt vô, lấy nghệ đoàn này là xịt xịt vô là không có chạm vào da. Vậy thì là nó sẽ rất là đơn giản, nó vừa hỗ trợ mau lành vết thương, hỗ trợ da nó mau lỗi lên đó. Còn cái tan đó tự bong ra, đừng có khều đó. Là ngày xưa ông bà cứ nói là cái hơi tay đụng vô cho nó ké, nghĩa là nó tao làm không có ké rồi, do đụng vô nó mới ké. Là cái đó là ông bà kêu hơi tay, là tôi giải thích luôn, nghĩa là cái phần mà tôi vừa mới giải thích xong á, là nó cái mao mạch nó vừa mới lành xong á, thì nó cần cái thời gian để nó lành hẳn, thì chúng ta lại đi khều mấy cái quẩy vết thương bong ra đó, vô tình làm vỡ cái mao mạch trở lại, máu nó lại ra và tăng nó lại hình thành ké. Nhưng mà tại thời điểm mà lỡ khều ra mà chúng ta cảm giác có thể có máu chảy rồi, lại uống 2 viên này là nó giúp tan máu bầm. Đó, thì nó sẽ không bị ké. Nhưng mà nếu mà chúng ta không có lỡ chạm vô rồi mà không uống cái này là nó ké. Vậy thì cái này, chúng ta hãy lưu ý, cái này là giống như là một cái bảo bối đỡ ngừa ké. Đó, còn đã ké rồi thì mổ. Đó, còn chúng ta có uống kháng sinh để nó giúp nó rút cái mủ lại, đỡ nhanh, đỡ gom lại thành một cục ké nhỏ, thì vẫn phải mổ cái cục ké đó ra, tại vì nó đã hình thành cái kén rồi, nó rút lại thì nó vẫn ở trong cái kén đó mà thôi. Cho nên là lưu ý là đỡ tránh cái trường hợp mà người ta lại khuyên bạn uống cái này uống cái kia đỡ tan tiêu ké, là coi chừng nó sai nguyên tắc. Đó, có những cái kháng sinh đỡ giúp rút mủ, thì các bạn chỉ cần lên Google gõ là kháng sinh nào giúp rút mủ là ra liền, ví dụ ampicillin chẳng hạn. Nhưng mà dùng kháng sinh đó là nó sẽ hại gà, cho nên là tôi khuyên vẫn là nên ngừa ké là chính nha. Còn khi đã có ké rồi thì chúng ta nên chịu khó là chấp nhận là nó phải mình phải đợi đỡ mổ nó đó. Vậy thì là có những người họ suy nghĩ, nghĩa là rất là nông cạn, dẫn đến là họ xử lý trong cái lúc mà nó đang có bị phồng lên, đầu lấy cái cây chọt vô đồ tình làm đủ, lấy cái những cái dựng cái mũi nhọn để chọt vô rồi xử lý làm cho nó ké nặng trầm trọng thêm. Đó, thì cái việc mà sau khi thi đấu xong là nó phù lên trên đầu, sau phù lên ở dưới hậu là chuyện bình thường, cứ 2 viên này uống vô đó, rồi cái máu bầm nó sẽ tan, nó rút từ từ, và tuyệt đối là không có được tác động vào cái vết thương đó nữa, nó làm vỡ mao mạch chảy máu thêm ra nữa đấy. Còn cái việc máu nó đã động đó thì đã có alpha chinone, nó sẽ giúp tăng máu bầm và cơ thể nó sẽ xử lý từ từ để nó sẽ sụp xuống đó. Vậy thì là mới đây thôi, là ở trại tôi là đã xảy ra rồi, nên tôi làm video này á, là cũng để hướng dẫn anh em ở trong trại, chứ không phải là chia sẻ riêng cho cộng đồng không. Tại vì là nhiều lúc mình hướng dẫn kỹ rồi anh em nó vẫn theo những cái tư duy mà có nghĩa rằng là họ họ tự suy nghĩ trong đầu á, những cái suy nghĩ rất là sai lầm, nhưng mà họ lại tưởng rằng là đúng. Đấy, và có rất là nhiều người mổ ké mà ngủ cứ bị ké đi ké lại hồi. Thì cái alpha chinoid này mọi người lưu ý này, là khi mà mổ ké á, là tôi giải thích cái cơ chế lúc nãy á, thì mình mổ thì mình lại làm đứt mao mạch nữa, thì máu nó lại ra nữa. Cho nên là lúc mình mổ ké mình lấy hết cái cục ké ra, lấy hết cục ké ra, nhưng mà vấn đề là cái cơ chế tạo ké là do làm vỡ mạch máu. Vậy thì mình vừa mổ mình đã làm vỡ mạch máu rồi, cho nên là nó lại ké nữa. Cho nên là có những sư kê mà họ nói là thôi mổ ké, mổ ké. Thật ra họ họ mổ có lần được lần không, họ không hiểu cái cơ chế. Rồi có đưa con gà ké nhỏ họ mổ riết thành cái ké lớn mà ké hoài luôn, tại vì họ không hiểu cái vấn đề là sau khi cách là nó lại ké nữa. Cho nên là mổ ké thì cho uống 2 viên này ngay. Đó, vậy thì cái máu mà nó hình thành ra mới á, là nó sẽ tự tan. Đó, vậy thì cái alpha chinoid này rất là quan trọng, không chỉ ngừa ké ở cái thời điểm mà bừa sổ xong,
Đó, hoặc là vừa xỉa mỏ xong rồi rất là nhiều cái mà chúng ta tác động, gà nó tác động mà chúng ta nghi ngờ rằng có thợ kế đó. Rồi con gà mà đã kế rồi mổ kế thì phải uống thế này đỡ nó giúp tăng mỡ bầm giảm nợ, và bình thường nó chỉ cần 2 viên thôi, không cần nhiều. Còn trong trường hợp mà chỉ sợ nội thương á, nó hình thành máu trong xương trong khoang bụng rồi á, thì chúng ta phải uống nhiều hơn, uống 5 đến 7 ngày đỡ mà nó tan hẳn đi. Nhưng mà quan trọng nhất là vừa sổ xong phải uống liền, chứ chúng ta đỡ qua ngày hôm sau rồi á thì uống chỉ kháng viêm thôi, không có giúp tan mỡ bầm nữa, hãy nhớ nha. Nên là có những người không hiểu đi sổ gà từ sáng tới tối mới cho uống đó, xong rồi nói không có tác dụng, ví dụ thế. Là đó là những cái người mà họ không có hiểu cái cơ chế xử lý, cái này là phải xử lý ngay. Cho nên là tôi khuyên sổ là phải mang theo. Rồi nãy giờ tôi mới nói cái sản phẩm anthracnoid nó quan trọng nữa là nó tăng máu bầm, phụ nữ, giảm phụ nữ kháng viêm, là bảo bối. Mà trong trại gà đừng bao giờ tiếc tiền. Các bạn biết chỉ cần một con gà chiến của tôi hay con gà tơ của tôi thôi nó bị ké, nghĩa là tôi thiệt hại không biết bao nhiêu mà tôi tính. Cho nên là trước đây tôi mua, tôi chưa làm ra cái này, tôi dùng cái alpha của Mỹ á, là mỗi lần là tôi mua trực tiếp công ty thì tôi phải mua một thùng là khoảng mười mấy triệu, là tôi bỏ tiền ra tôi mua, không bao giờ tôi tiếc tiền đó. Rồi sau này một số anh em biết thì tôi có chia lại, nhưng sau đó hàng Mỹ đó nó đứt hàng đó, mà nếu xài hàng Pháp đó, thì nó nhiều tiền quá, từ 70 ngàn, bảy mấy ngàn một hộp, nên là mà có 20 viên. Nên là cái alpha-chinoid này á, là tôi nghiên cứu ra để chính bản thân tôi tiết kiệm, mà anh em ở cộng đồng cũng sẽ tiết kiệm đỡ mà không cần phải phải mua những cái hàng của người mà đắt tiền. Mà ở cái câu chuyện là nếu mà mình mua những cái hàng trôi nổi khác thì nó lại không tăng máu bầm. Nên là cái này là một trong những sản phẩm mà áp lực, là nếu mà đứt hàng Mỹ tôi không làm ra ngay là tôi thiệt hại rất là lớn ở trại gà của tôi. Chỉ cần 5 phút thôi là bị sưng cổ vàng là chuyện bình thường. Đấy. Rồi tiếp theo tôi hướng dẫn về cái câu chuyện sổ gà đêm. Thì khi mà con gà nó hoạt động tầm ban ngày á, thì nếu mà ban ngày sổ xong á, mà chúng ta vào phơi nắng nữa, là nó sẽ có cả ngày đỡ đỡ nó uống nước và nó cân bằng lại những cái vấn đề là nó hoạt động quá sức, nó mất nước đó, thì nó sẽ dễ cân bằng hơn. Nhưng mà con gà mà chúng ta sổ ban đêm, sổ xong cái đưa về, đưa vô chuồng ngủ, tắt điện, trong khi lúc đó là nó mất rất là nhiều nước, cơ thể nó hoạt động quá sức, nó mất rất là nhiều khoáng đó. Thì lúc này mà chúng ta lại tắt đèn đi ngủ thì coi như con gà nó có thể rơi vào trạng thái là nó thiếu nước, cơ thể nó bắt đầu là có thở sốt đó, và nó rơi vào trạng thái thiếu nước ở cơ bắp, rất là nhiều vấn đề. Nên là trong cái chuyện mà sổ gà đêm á, là nhiều người sổ xong gì nó hay bị trục trặc, sổ xong rồi bị rồi gà nó khò khè cũng nhiều, khò khè là cũng do cái cơ chế viêm á. Nghĩa là sổ xong mà anh không bù nước, không bù điện giải cho nó đỡ mà nó rơi vào trạng thái đó. Vậy thì là nếu mà sổ gà ban đêm, cho dù một hồ, hai hồ, ba hồ, mà đặc biệt từ 2 đến 3 hồ là phải kèm theo 2 cái này đó, lưu ý hết sức. Và hiện giờ có cái stressor rồi thì thêm cái anh stressor này vô đỡ nó tăng đề kháng nữa và nó phục hồi nhanh hơn nữa. Tại vì anh trong stressor này nó là glucase đấy, gluco này, natri này, kali này và glu và vitamin C. Vậy thì cái orenoid là cái chuyên biệt cho gà nòi rồi, nó là một cái cân bằng điện giải được nghiên cứu kỹ cho cái thể trạng 3 ký của con gà đấy. Thì trong trường hợp mà nó mất nước nhiều thì 4 tiếng chúng ta cho uống 1 viên. Còn cái anh Baravit C này á, là giảm đau hạ sốt. Thì trong trường hợp mà chúng ta thấy con gà nó bị đòn nặng, nghĩa là bị những đòn thậm thủng, hoặc là tầm 2-3 hồ mà sổ ban đêm thì phải kèm cái viên này. Vậy thì là sổ trong á, là nên gói này. Còn nếu mà trong trường hợp nặng quá thì là mình mới lo lắng về ăn uống á, thì mình không cho ăn lúa thì mình cho ăn mắc noi và endo noi thôi. Đó. Vậy thì là cái việc mà sổ xong là cái alpha baravitser orenoid
và có thêm stretcher thì mình dùng stretcher nữa là coi như yên tâm. Còn nếu mà chúng ta đi ngủ sớm hoặc là bận công việc thì chúng ta bơm nước cho nó chắc, còn không thì bật điện lên để nó uống tự nhiên. Đó, tại vì uống cái này vô là nó sẽ sau khi sủa nó sẽ uống nước. Đấy, trong trường hợp mà chúng ta phải đi ngủ sớm chúng ta bơm nước cho nó. Còn nếu mà chúng ta có thời gian á, trong đèn lên cho nó uống nước. Là đấy là tôi nói ban đêm. Còn ban ngày thì sao? Thì ban ngày á, một hồ hai hồ thì chỉ cần cái này, không quan trọng mấy cái kia. Nhưng nếu mà ba hồ hoặc là gà tơ mà chúng ta dứt hai hồ thì những cái này là rất quan trọng, nhớ nha. Thì tất nhiên là đỡ, ai mà đã thuộc bài rồi thì cái sản phẩm mà oxyno giải độc á, là cái đó là rất quan trọng đối với gà tơ. Nó mới bắt đầu những tập luyện thì là đỡ giải độc cơ bắp cho nó, đỡ cung cấp oxy vô máu và cơ bắp, và đồng thời giải độc ở cơ bắp, đỡ cho nó hết mỏi nhanh những cái độc tố mà tích tụ ở cơ bắp đó, làm cho gà mỏi mà thở đó. Thì khi mà chúng ta tập luyện chúng ta phải cho cái oxy nôi giải độc mà. Oxy nôi giải độc thì nhiều người biết rồi đúng không? Đây, đây thì là chúng ta nhỏ thêm 3 cc vô là ba lần bốc thả vô là gà nó sẽ nhanh hồi phục hết mỏi cơ, đau cơ, và nó sẽ sung khỏe lại nhanh hơn. Rồi, vậy thì với những cái chia sẻ này là tôi hy vọng là có thể giúp ích được cho rất là nhiều người. Và những cái giải pháp này là những thực tiễn mà nó sẽ giúp cho mọi người tiết kiệm rất là nhiều trong cái quá trình đào tạo huấn luyện gà chọi, và nó sẽ giúp con gà nó suôn sẻ để nó phát triển lên. Tất nhiên là nó cũng là cái phục hồi rất là quan trọng. Thì cái việc phục hồi là nó, tôi đã chia sẻ chi tiết hơn trước đó với những cái trận tan nặng. Còn đây là cái câu chuyện mà đỡ ngừa kế và xử lý sau khi sổ. Và cái việc mà sổ đàm á, là không cần thiết nữa nha mọi người. Hãy lưu ý, sẵn tôi mở rộng thêm một xíu. Thì là tôi đi Thái thì họ không có bổ đàm đâu. Họ có lấy đàm dơ bằng cách là lấy cái lông gà ngấy cái đàm dơ ra. Đấy, còn cái việc mà sổ xong nó bị viêm á, là do ngày xưa không có cái paravis oxinoid rồi là orenoid rồi đây. Đó, cho nên là sổ xong nó bị viêm. Còn nếu mà bây giờ sổ xong có cái này nó kháng viêm rồi thì nó còn không có lo kén nữa, chứ đừng nói là viêm. Vậy thì nó không chỉ ngừa viêm mà ngừa cái khò khè. Khò khè là do viêm, viêm nó lên đàm thôi. Cho nên là một khi đã sổ đồ uống này thì ở trại gà Ba Bảo Bình Định là chúng tôi cũng không cho phép là dỗ đàm nữa. Gà nó sổ xong nó đã đau rồi còn đi bốp 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 vô đây nữa, đó là một cái hành động gần như là ngược đãi với con gà và sai lầm hoàn toàn. Và cái ám ảnh cái việc mà sổ gà xong gà nó hay bị lên đàm khò khè á, cái lên đàm khò khè nó không liên quan gì tới cái đàm đó cả. Lên đàm khò khè sau khi sổ là do nó viêm, viêm là do đá trúng tác động vật lý, và cái cơ giới mà đỡ xử lý viêm cũng là những cái này. Bởi vì gà nó bị viêm là vẫn như này thôi, nghĩa là sau khi sổ mà gà nó lên đàm khò khè đó, và thậm chí sốt thì cứ như thế này đó. Alpha thì dùng ngày 2 lần lần viên đó, đó tôi đang nói cơ chế kháng viêm nha. Còn cái này á, là cứ 4 tiếng 1 lần đó, đỡ cho giúp con gà nó trong trường hợp nó sốt sau khi sổ đó, nó sốt nó viêm. Còn nếu mà nó không sốt á, thì cứ ngày 2 lần là sáng chiều là được rồi. Rồi thì là với những cái chia sẻ này á, là nó rất là đơn giản nhưng mà nó giải quyết hầu hết những cái trục trặc của mọi người trong cái quá trình nuôi đào tạo huấn luyện chiến kê. Và hy vọng rằng là những cái video này sẽ giúp ích được cho cộng đồng, cho nhiều người đang chơi gà ở Việt Nam. Xin chào.